hay bây giờ cái lúc mà mình nghe trở lại tại sao mà mình không có lại hiện trường để mình dưới đây mà mình bỏ chạy luôn đây anh Nghĩa. Alo, alo. Thế tôi đọc cái nội dung anh có nghe không? Nghe kịp được không? Dạ nghe không kịp anh, tại máy nãy em nó không nghe không rõ. Rồi bây giờ anh đã nghe rõ tiếng nói tôi hay chưa? Dạ, em nghe rõ, anh đọc lại em. Tôi đọc lại này. Cái biên lai này đi rõ này, vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 là anh có di chuyển đến Đà Nẵng thuê một chiếc xe mang biển số là 43A06345. Thì chiếc xe này á, vi phạm giao thông ở đây là vượt đèn đỏ, quẹo phải gây tai nạn sau đó bỏ trốn. Anh hiểu chưa? Tức là đụng xe người ta xong bỏ chạy đấy. Ở đây là công an người ta đến trực tiếp tại là công ty Hồng Đa là cái nơi thuê xe đấy. Xe danh sách thuê xe được đăng ký với tên của anh này. Thì cái sự việc này hiện tại của anh là đang bị ảnh hưởng là truy cứu trách nhiệm hình sự. Và cái tiền phạt hành chính ở đây là 24 triệu. Thế tôi hỏi anh ở đây này, cái lúc mà anh gây tai nạn tại sao mà anh không có lại hiện trường để xử lý đây? Chắc mà mình coi ở đâu vậy anh? Cái chiếc xe này xảy ra tai nạn là ở ngoài Đà Nẵng, anh hiểu chưa? Dạ, ở ngoài Đà Nẵng ha. Đúng rồi. Ủa, mình sẽ thông ở đâu vậy anh? Ở đây là của cục quản lý giao thông, là tất cả là bên cục, là của tổng cục miền Nam luôn, anh hiểu rõ chưa? Dạ, tổng cục miền Nam luôn hả? Đúng rồi. Thế tỏ vấn đề là lý do tại sao mà anh chưa có xử lý đây? Em có gì đâu mà xử lý anh. Có liệt gì đâu thế nào, nói rõ ràng hơn tí. Ủa mình cấp bậc chức vụ gì, họ tên mình ở đâu vậy anh? Để em biết nha. Ở đây tôi là Trung Quý. Cái gì anh? Tôi là Trần Quốc Bảo. Cái gì? Trung Quý Trần Quốc Bảo. Trần Quốc Bảo hả? Dạ. Rồi. Nghe mình điện nhầm người hay gì anh ơi? Nhầm là nhầm như thế nào đây anh? Tức là chiếc xe này là anh có tham gia phương tiện giao thông hay không? Có gây tai nạn hay không? Đâu có đâu anh. Em đâu có lái xe hơi đâu mà có. Thì tại anh là người ở đâu? Người Hậu Giang à? Người ở Quảng Nam á. Quảng con mẹ mày. Mẹ mày á. Nó lừa đảo mà không có gì.